Xin chào anh em, hôm nay cùng mình tiếp tục phần 3 Kamen Rider Decay nhé. Cả nhóm đến với thế giới mới, cậu tình cờ gặp được bản sao người chị đã mất của mình trên TV nên nằng nặc chạy đến trụ sở cảnh sát tìm. Tại đây mọi người đang tìm kiếm Kamen Rider mới phục vụ cho công cuộc bắt quái nhân thì Yusuke cùng một người nữa được nhận vào luyện tập. Về phía Tsukasa, tập này anh xuất hiện với vai trò người đưa thư và nhận được một mệnh lệnh bảo vệ người đàn ông đeo râu quai nón. Khi tìm được ông ta để đưa thư thì ông ta xé mẹ lá thư luôn với thái độ rất hãm. Tiếp đó cả ba bị một con quái nhân dùng thuật tấn công, khiến mặt đất phát nổ đùng đùng. Sau khi ngẫm nghĩ, Tsukasa lại đi gặp tên này lần nữa nhưng hắn thực chất là quái nhân giả dạng và bắt nát Sumi làm con tin. Chiếc xúc tu của hắn to và đáng sợ như chiếc đuôi độc của bọ cạp. Dù cố trấn an nhưng tên này kích động đến nỗi nam chính phải dùng Kiva để đánh. Cả hai lao vào nhau tay đôi, đánh đấm nhau đến xoẹt lửa. Chiếc xúc tu ngắn của hắn nhọn hoắc liên tục đâm vào người nam chính. Cuối cùng hét lớn trong đau đớn rồi bỏ chạy như bị dùng tà thuật gì đó. Mặt khác, Yusuke và tên Kamen Rider kia đang chiến với một mớ quái nhân. Anh trai kia liên tục tung đòn quyết liệt. Tên quái nhân khi nãy nhảy ra đánh cho mấy con quái nhân kia loạn choạng. Không lẽ tên này cũng là Kamen Rider? Trước cảnh bị mớ người của cảnh sát bao vây, nam chính đứng ra bảo vệ tên kia nhưng bị hắn giật mất đai lưng. Cuộc chiến đang gay cấn thì cả nhóm bị tấn công bởi đám thú nhân cổ tộc. Con đầu đàn trưởng một cú nứt nổ cả một vùng. Nam chính đuổi theo tiếp tục bảo vệ ông anh râu quai nón nhưng giờ đây mất đai lưng, anh yếu nhất. Bị ông kia đẩy lùi xuyên qua tường nhà rồi ngất lịm. Yusuke đang tranh chấp với Zaki để giành lại G4 chip mà anh chàng này trộm của Yasuzo. Nhưng giữa chừng bị cô cảnh sát này đuổi kịp và bắn nát luôn con chip. Sau khi được Natsumi tám chuyện rằng ông anh râu dài chính là người sử dụng G3X chiến đấu một năm trước và cũng là người cô cảnh sát kia nhớ mong bấy lâu nay. Nhưng ông anh đã bỏ trốn vì sau khi dùng giáp, một nguồn năng lượng kỳ dị đã xuất hiện và khiến ông ta trở thành sinh vật không xác định. Đi đến nơi thì cả nhóm bị cuốn vào cuộc chiến với bọn thú kia luôn. Yusuke kéo ông anh ra ngõ đánh đấm liên hồi kêu ông ta phải đứng lên chiến đấu. Cuối cùng cả ba cũng đồng lòng và chiến mấy nhỏ thú kia tới bến luôn. Đối thủ mạnh nhất là con thú đầu trâu và con thú giống ma sơ Valak, nhìn mắc cười vãi chưởng. Nhưng hai nhỏ này khá mạnh, Yusuke và ông anh bị đánh ngã ầm ầm. Nhưng kinh nghiệm dồi dào, ra đến bờ hồ, ông anh biến thành cái máy bay trọng lực mini rồi cùng với hai người kia hợp sức. Dưới sự hội động kinh khủng, nhỏ đầu trâu cũng mau chóng bay màu dưới nhát kiếm của nam chính. Mọi người tiếp tục đến một thế giới mới, nơi mà Tsukasa ăn mặc như thám tử. Ở đây do ảnh hưởng của xung đột thế giới nên xuất hiện nhiều hư linh không có hình hài. Bọn này sẽ nhập vào người khác và điều khiển cơ thể họ cho đến khi họ thức tỉnh. Mở hàng là nam chính, anh bị một gã cộc cằn nhập vào và hóa thân thành Kamen Rider. Sau đó tóm lấy một tên đi đường đánh túi bụi, đánh rớt nhân cách ác quỷ ra luôn. Sau khi thoát khỏi nam chính, hắn tiếp tục nhập vào Yusuke và đi tìm Daki tính sổ gì đó. Mặt khác, nam chính và Natsumi trong khi đi tìm cơ thể Yusuke thì cũng bị ba con hư linh quậy phá chiếm lấy cơ thể. Đứa thì ăn mặc như thời Trung Cổ, đứa thì mặc như thế kỷ 20, đứa thì dị hợm khủng điên. Sau khi bị nhập, bọn chúng dùng cơ thể nữ chính để choảng nhau với Tsukasa. Với sự kết hợp của ba con hư linh mê hip hop, võ sĩ và dùng kiếm, nam chính hơi đuối. Bọn nó hết lăn lộn 80 vòng rồi lại bắn tới tấp, cuối cùng là bung búa bục tới tấp. Đồng thời, một nhóm hư linh khác cũng tấn công cảnh sát để chiếm cơ thể và cướp chiếc bình kỳ bí. Daki và con hư linh chiếm giữ Yusuke cũng chiến nhau dữ dội, tận dụng hết vũ khí để bầm nhau ra bả. Nam chính và bọn ác linh choảng nhau kịch liệt rồi kéo nhau ra bờ biển đấu tiếp. Người đàn ông kỳ bí lại xuất hiện và tác động lên dòng thời gian khiến nó xoay chuyển mạnh mẽ. Đột nhiên tất cả dừng lại, Natsumi cũng được trả lại cơ thể. Tất cả bị đưa đến tàu hỏa xa, một chuyến tàu xuyên thời gian. Kỳ lạ là chuyến tàu này cũng thông với tiệm ảnh. Trước những diễn biến kỳ quặc, họ quyết định chơi đánh bài và chụp hình kỳ yếu. Thông qua lời chỉ dẫn của một người tên Hana, họ cần tìm tên thủ lĩnh hư linh để ngăn chặn tình trạng bọn chúng quay ngược thời gian làm rối loạn lịch sử. Nam chính đi tìm người bạn của cô bé là Momotazo, tức là hư linh cộc cằn đã chiếm giữ cơ thể Yusuke. Thì ra tên này vốn có năng lực Kamen Rider Denno chuyên du hành thời gian và có năng lực ngửi mùi hư linh. Cả hai gặp nhau khi tên này đang rượt đuổi ác linh. Sau đó, cả hai đã có trận đối đầu với một con nhóm hư linh. Choảng nhau bằng tay không một lát, nam chính rút súng tiễn mấy đứa này về cát bụi luôn. Nhưng một tên sót lại đã kịp nhảy vào dòng thời gian. May mà nam chính có vé tàu hỏa xa đưa cả hai đuổi theo. Cứ tưởng song kiếm hợp bích là ngon nghẻ, ai mà có ngờ con hư linh này mạnh dữ thần. Nó đấm bóp massage cho cả hai đùng đùng như cái cách mẹ tôi đập ba tôi mỗi khi ông đi nhậu về. Giây phút Momotazo chuẩn bị ăn nhát chém cuối cùng, Tsukasa đã chạy đến đỡ kịp. Sau đó anh trai thích săn kho báu Daki cũng xuất hiện và triệu hồi vài Kamen Rider đánh với hắn. Dưới sự khích lệ của hai đồng nghiệp, Momotazo đã tìm lại được cơ thể của mình bằng cách tưởng tượng và trả lại cơ thể cho Yusuke. Cậu cũng quẹt thẻ chiến đấu và cú đá đầu tiên là vào đầu đồng đội. Sau đó cả ba hợp sức con hư linh bật ngược. Yusuke biến thành hỏa cơ và dưới bàn tay điều khiển của đồng đội,
con hư linh bị hỏa cơ đè bẹp dí. Sau cùng, Momo Tazuo cũng về được đến tàu hỏa xa để hội tụ với nhóm Kamen Rider Denno và Hana. Đang ăn mừng thì hay tin bọn hư linh kia vẫn còn sống và một số đã trốn thoát. Chưa kịp phản ứng thì cả nhóm bị cuốn vào lỗi xoắn thời gian biến mất. Mọi người bắt đầu hành trình ở thế giới mới, nơi mà Gom những con quỷ có hình hài sâu bọ thường xuyên giả dạng làm người thường và tấn công họ. Kẻ thù của Gom là hội những Kamen Rider từ hội Zik. Tsukasa xuất hiện với danh phận là một nhân viên thuộc Zik, bị bắt lên chiến đấu. Kẻ bị bao vây là một con Gom giả dạng. Sau khi đánh bật hết nhóm lính cấp thấp thì đấu trực tiếp với trưởng nhóm chột mắt và Kamen Rider gà tách tức Azata. Con Gom này xem ra khá mạnh. Dù là hai người chủ chốt của đội diệt quỷ ra tay thì nó vẫn sống nhây ra đó. Quân Zik bị thương nặng. Trong lúc này, một thứ gì đó vụt qua nhanh như chớp, khiến con Gom ngã lăn. Nhân cơ hội, họ mới thu phục được nó. Mọi người nghi ngờ đó là Kabuto, một Kamen Rider bị Zik truy lùng. Khi một con Gom định giả dạng và tấn công cô bé tóc ngắn tên Mayo, Tsukasa và Natsumi theo đến tiệm mì của bà cô bé. Nhỏ này đáng yêu đến nỗi cả tiệm chụp hình đều quý mến. Hứa hẹn là nhân vật quan trọng trong tập tới. Tại trụ sở Zik, tên thủ lĩnh tán Azata một bạt tay đau điếng vì bênh vực Kabuto. Tên này thực sự căm thù vị Kamen Rider giấu mặt kia. Trong lúc đi dạo với Mayo, nam chính chạm mặt với một con Gom và sẵn tay choảng nhau luôn. Đánh từ xuân hạ thu đông rồi lại xuân, đánh từ bờ sông vào tới nhà kho bỏ hoang vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, phải khi dùng đến nỏ kỳ lân thì mới tiêu diệt được. Sau đó, hội Zik xông đến và muốn tiêu diệt anh vì cái tiếng thơm tàn phá thế giới của người đời. Sau màn biến hình vô cùng xà lơ với điệu nhảy cà thọt thì nam chính bị đối thủ đánh tới tấp. May mà Daki biến thân thành DN ứng cứu. Vì hơi lười, anh chàng này tiếp tục triệu hồi bộ ba kia chiến đấu, bản thân thì tàng hình để tìm thời cơ moi đồ. Mặt khác, nam chính và tên Kamen Rider còn lại quyết định tăng gia tốc rồi đánh nhau. Lúc Mayo sắp ăn mấy mũi tên của hắn thì nam chính cố đến cứu những cung chúng tên. May mà Kabuto xuất hiện đá banh xác mấy nhỏ Gom. Sau đó cũng đánh tên hội Zik bật ra xa. Trở về căn cứ, phòng nghiên cứu đã hoàn thành cỗ máy vô hiệu hóa việc tăng gia tốc của các Kamen Rider. Trong lúc chạm mặt một con Gom, nam chính và Natsumi đã biết Mayo chính là Gom. Ngay cả cô ta cũng kinh ngạc. Bên cạnh đó, Mayo vẫn luôn cho rằng tên này là anh của cô vì bộ dạng y hệt. Do nhìn thấy Kabuto đã tấn công anh mình nên cô ngầm xác định người đó mới là kẻ xấu. Otokuji kéo cho người đưa cô bé vào làm mồi nhử, không quên đánh Azata khi anh ta đòi dừng lại cuộc chiến. Sau đó, Azata chạy đến cầu cứu tiệm ảnh. Tại Zik, Kabuto xuất hiện chớp nhoáng với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng hệ thống đã được bật vào ngay lập tức, tốc độ của anh trở về như bình thường. Bị hội đồng và bắt giữ, lúc này mọi chuyện mới sáng tỏ. Thì ra Kabuto chính là anh của Mayo, còn người kia là một con Gom giả dạng. Hắn bị anh ta chém vào mắt để cảnh cáo không được giả mạo. May mà lúc này nam chính đến giải nguy, anh dùng kiếm chém bọn Lola bay màu trong chớp mắt, tạo thời cơ cho người còn lại giải cứu Mayo. Tiếp đến anh triệu hồi phân thân của mình và cho hội đồng ngược lại con Gom cầm đầu. Thấy khó ăn, tên này tăng tốc chạy trốn lên đỉnh tòa tháp. Nam chính mượn đồng đội 3 phút làm cái máy khoan tường để đuổi theo. Vừa chạm mặt cả ba lại chửi nhau một hồi. Sau khi thấy đối thủ cố chấp giữ thần, Tsukasa quẹt thẻ cho Kabuto biến thành một cỗ máy, bứt tốc bay lên đâm tên Gom rơi thẳng xuống đất. Giây phút hắn chạm đất, cả hai cùng chạy đến tặng cú đá song sát cho nổ tan tác luôn. Vì hệ thống đã bị hủy bỏ, Kabuto khó thể quay về đoàn tụ với gia đình và phải tiếp tục hành trình bảo vệ thế giới. Cả nhóm đến một thế giới mới, nơi mà các Kamen Rider được gọi là Oni và đối đầu với họ là bọn quỷ Makamu. Nhìn tụi này tôi tưởng tôi đang coi Tây Du Ký. Các trưởng phái chính ở thế giới này gồm Hibiki, Zanki và Ibuki. Không kể cha nội Hibiki hành tung bí ẩn thì hai người còn lại như chó với mèo. Họ gặp và có trao đổi với Asumu, môn đệ của Hibiki. Tại một cuộc chiến, cả hai đang song tấu, người đàn người sáo để đánh bọn Makamu. Ở thế giới này người ta đánh nhau bằng âm thanh thuần khiết. Rồi tự nhiên cãi nhau để con quỷ cuối trốn đi. Nhưng nhỏ này tránh vỏ dưa gặp vỏ mít, nam chính đi cây quện cho mấy phát điếng người rồi bốc hơi bà nó luôn. Nam chính và Daki bỗng nhiên bị dính dáng vào cuộc chiến giành bí kíp âm kích đạo của người kia. Nói sơ về âm kích đạo, người sở hữu cái này hiển nhiên sẽ trở thành bá chủ thế giới này, nhưng sự xé lẻ các trường phái khiến bí kíp cũng bị xé làm ba. Nhưng người này bên cạnh việc tiêu diệt quỷ thì cũng ganh đua để giành lấy ghế vô địch. Daki và nam chính đại diện hai giáo phái mà đánh nhau, vẫn chiêu cũ là dùng súng và thân thủ linh hoạt, tôi thấy anh trai này cũng tài ghê. Daki tấn công mạnh vào nam chính khiến anh hơi choáng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Daki tàng hình mà trộm hai cuốn bí kíp đi mất. Cậu bé Asumu sau khi bị thầy đuổi đi không dạy nữa, vẫn rất kiên trì cầu xin được làm đệ tử như lúc đầu. Và cả hai lại chạm mặt một con Makamu khác. Hibiki không dùng chức năng mà chỉ ôm người Asumu để bảo vệ. May là Yusuke xuất hiện kịp, cũng gỡ nguy được vài phút. Nhưng hơi sao nhãng, cậu bị ghim chặt vào thân cây. Ngay lập tức,
Hibiki quẹt thẻ lên đồ. Với tiếng trống uy lực làm nứt lòng cá, làm rách toạc lòng người, anh chỉ cần nhẹ nhàng đánh giống vài cái mà đã khiến con ma Nomu phát nổ. Có lẽ vẫn gặp vấn đề gì đó. Sau khi biến hình, anh ta lập tức gào thét vì trở thành một quái vật và bỏ chạy vào rừng. Phía Daki, sau khi đi trộm đồ đã bị thách thức hội đồng với Zanki và Ibuki. Anh quẹt thẻ triệu hồi đen o cục xúc ra chửi đánh đấm không biết mệt. Phần 3 hôm nay tạm dừng tại đây. Nếu thấy hay thì cho tôi một like và đừng quên bật chuông thông báo để đón xem phần 4 Kamen Rider Decade. Cảm ơn anh em đã xem video. Gặp anh em ở video tiếp theo.